ok. Chị Loan hôm nay giống bà hội đồng đấy. Đúng rồi, con gái hội đồng. Chị Thư Lê giống hội đồng. Hồi nay giống công tử Bạc Liêu quý vị này. Anh Trang giống công tử Bạc Liêu này. Công tử Bạc Liêu. Bây giờ kêu công tử Bạc Liêu. Anh Hải đi đi cướp của em về mai lại còn dây nịt nha. Yeah.